Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ca sĩ Mạnh Quỳnh tuyên bố không bao giờ sáng tác nhạc cho Phi Nhung. Lý do là gì? Gắn bó với nhau hàng chục năm, thân thiết là vậy, nhưng Mạnh Quỳnh lại không sáng tác nhạc cho Phi Nhung bao giờ. Lý do của chuyện này là gì? Mạnh Quỳnh và Phi Nhung được mệnh danh là một trong những cặp đôi vàng của làng nhạc Việt. Trong thể loại nhạc trữ tình quê hương và bolero, hiếm có ai qua mặt được họ vì độ ăn ý. Hơn 20 năm trời, cặp đôi không chỉ xem nhau là đồng nghiệp thân thiết, mà còn là tri kỷ ngoài đời thực. Mỗi lần một trong hai cần điều gì sẽ ngay lập tức được người còn lại hỗ trợ hết mình. Thế nhưng, có một điều mà khán giả vẫn thắc mắc bấy lâu nay là vì sao thân thiết như vậy nhưng Mạnh Quỳnh chưa bao giờ sáng tác riêng cho Phi Nhung. Trong khi đó, nam ca sĩ vốn đứng sau nhiều nhạc phẩm nổi tiếng được đồng nghiệp thể hiện thành công. Trên thực tế, Mạnh Quỳnh từng ra mặt giải thích lý do sâu xa khiến mình chưa bao giờ sáng tác riêng cho Phi Nhung. Theo đó, ca sĩ cho biết người bạn của mình rất khó tính, cô chỉ phục những sáng tác cổ nhạc của anh mà thôi. Giọng ca sinh năm 1951 khẳng định, sáng tác nhạc cho Phi Nhung rất khó. Tiết lộ thêm, Mạnh Quỳnh cho biết từng đưa cho Phi Nhung nhiều bài hát nhưng hận lại chỉ là lời từ chối. Điều đó khiến nam ca sĩ cảm thấy tự ái, quyết định không đả động đến chuyện này nữa. Chẳng hạn như có những bài Mạnh Quỳnh sáng tác cách đây không lâu là nhạc phẩm Nghĩa Phu Thê. Mạnh Quỳnh cũng đã đưa Phi Nhung nghe rất nhiều lần nhưng không hiểu lý do nào mà cô ấy không chịu hát. Cho nên Mạnh Quỳnh đã tự ái nên đã không nhắc tới. Và sau đó Mạnh Quỳnh đã đưa cho Ngọc Liên, người em gái của Mạnh Quỳnh, là vợ của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường hát và cũng rất thành công. Mạnh Quỳnh chia sẻ trong quá khứ. Sau này Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh lại liên tiếp sáng tác riêng cho nữ ca sĩ. Rất nhiều nhạc phẩm của anh khiến khán giả xúc động mạnh. Thậm chí giọng ca Căn Nhà Màu Tím còn về Việt Nam để cùng các con nuôi của Phi Nhung tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ cô. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.